hôm nay với món cơm canh hũ qua nấu với cá rô cùng hai khứa cá cha kho quéo được chị Xuyến làm. Chị Xuyến hôm nay chia sẻ sáng giờ chị ăn ít lắm em ơi, chỉ có một tô phở cùng với một tô cơm. Trưa nay chắc chị làm 6 chén quá. Thằng ơi, ăn cái gì mà khủng hoảng. Buổi sáng ăn có một tô phở cùng với một tô cơm mà chị Xuyến không ăn nhiều. Dân để hiểu rõ câu chuyện của buổi trưa hôm nay, Thanh Liêm muốn chia sẻ về gia đình chị Xuyến bắt ổn ăn cơm trưa như thế nào. Mình mời cả nhà hãy tiếp tục theo dõi video nhé. Nhớ xem đừng chửi nghe cả nhà. Chừng nó tiểu đường nghe chị Xuyến. Rồi nghe cả nhà, bữa nay chị Xuyến cơm nghe. Đó, ăn cơm để mà ai ăn mà bốn đôi dữ vậy? Hả? Ai ăn vậy? Hay cúng. Ờ. Đó. Buổi cơm trưa của chị Xuyến đó, đang chuẩn bị cho bé Quyền nó đi học. Nay đăng ký ăn mấy chén nè nó nghe coi. Hôm nay ăn hơi nhiều à. Hơi nhiều là mấy chén? Chị Phát ăn tô phở với tô mì à. Phật ơi. Ôi trời ơi. Xuyến ăn khủng hoảng nghe cả nhà. Ăn gì có sức khỏe. Nhưng mà ăn cơm nhiều quá rồi nó có chừng nó tiểu đường nghe chị Xuyến. Ăn cơm nhiều quá chừng bị tiểu đường á. Uống đường mới bị tiểu đường chứ. Trời bạc ơi, vậy là không am hiểu rồi. Gạo là tinh bột. Gạo là tinh bột. Mà cái lượng đường trong gạo nó cơm nó cũng rất là cao đó. Glucose á. Thằng ơi, một nồi đó hết không? Quất hết nồi này không? Hả? Thằng ơi. Hay ta. Thiệt luôn vậy hả? Nhớ bữa cơm nha mẹ. Rồi bữa nay ạ cái ổ đi. Rồi vô cơm đi cây dao dưới chân kìa. Đó, dưới chân Như kìa. Dưới chân à. Bởi cơm ơi, bởi cơm cúng rồi mời ông bà cô chú ăn cái quyền. Nam mô A Di Đà Phật. Món cơm trưa của gia đình bất ổn chị Xuyến nha. Đỏ trứng hát cho đỏ trứng hát coi. Lại Như lấy nó chơi màu rồi. Mẹ nấu sao Như ngon không? Số 1 nè, hỏi tới Như là số 1 không. Con tao ha. Làm ơn bác tài bác lộc, chiều nay đi bán số thì muốn phát được. Cười, Nguyễn Như cười kìa. Má làm gì tối ngày mới độ lần bánh quá tài bó lọc hoài. Bà làm đi mua 1, 2, 8, 9, 6 rồi, cưng cho chị chúng rồi sao. Đó, rồi giờ đăng ký mấy chén. Hả? Đăng ký mấy chén. Ăn bao cũng chán quá, bao cũng chán quá. Rồi mày khán giả trong nước ngoài nước ăn cơm với em nha. Ờ. Khán giả ngày mới phát tài, sức khỏe dồi dào. Dạ. Ăn cơm chị Hân Liêm ơi. Ăn đi. Bữa nào cũng ăn trễ hết trơn á. Chị con này ăn cơm sớm, bị Nhân Quyền đi học á. Không gà lâu lắm mới quay bữa cơm của chị Xuyến đi cho cô chú anh chị xem nha. Quyền cơm đi. Ăn sớm, Quyền không? Chị Quyền ăn cát đi Quyền. Ăn đi học con. Ăn đi đang đi học con. Đi Cái này đi cậu học được. Đi đi. Coi chừng xương kìa Như. Thôi con cái này à. Ừ, cái gô hoa. Không có được. Thôi. Mẹ con ăn cái này đi. Không thì sao? Ngoan đi, chiều nay mẹ chở đi Long Xuyên chơi. Chiều em ăn chơi. Cái gì vậy? Tự nhiên cười hả?
À, mắc cỡ ha. Chíp chíp ơi, chíp chíp coi. Chíp chíp như chú Nguyễn nói coi. Bữa nay bộ thấy ăn không mạnh miệng rồi chị Xuyến. Ngon hết trơn. Đó à. Vụ gì? Vụ gì? Công nhận. Ồ, thấy ba ăn dễ ăn quá chứ bộ. Dễ ăn chị Xuyến, dễ ăn chứ bộ. Ăn ngon lành luôn chàng. Mời khán giả ăn coi Như. Mẹ nấu sao Như, ngon không? Như sườn con. Không chịu rồi, có liền rồi, có liền nó không chịu rồi. Hò chứ thuốc chịu không? Ủa. Bỏ vô miệng luôn. Sương nó thấy không? Sương không á, rồi chay vô mình mấy. Phật ơi. Phật ơi. Ừ. Cơm thiếu hình bóng người đàn ông ha. Dạ. Đó giờ chị sống hiền ngoan vậy đó. Đời này mà cười người ngày mai ai cười lên mình. Đơn giản vậy thôi. Đừng cho Như nó ăn sườn không đó. Cục xít. Cục xít của con Quyền. Đi vô trong đi xong rồi hả ra. Đi. Ừ. Cá gồ giá mua bữa hổm đó người ta. Mua đó nó giờ. Vậy đó hả? Cũng ăn mấy ngày ha. Chị đi chợ một ngày cho ăn mấy ngày rồi. Ủa mà hỏi thiệt này, sao hủ nó làm mà chị không ăn ngộ vậy? Đúng rồi. Chứ qua thấy hủ làm cái cà ri cũng ngon lắm á. Cà ri là mẹ phải cao với nước dừa, chị không muốn cho mấy đứa này nó ăn á. Vậy đó ha. Đứa này đang bệnh nè. Rồi ăn cơm đi. Rồi ăn cơm đi con. Chén thứ mấy rồi? Thứ hai rồi phải không? Chén thứ ba rồi. Trời ơi. Cũng quản. Chén thứ 4 không ai. Ơi, bữa cơm ăn 4 chén không? Chắc bữa nay ăn 4 chén rồi. Chén thứ ba nữa nghe quý vị. Lo nói chuyện bây giờ không để ý. Chén mà khỏe quá chàng luôn. Chén ăn vậy là ăn gấp 3 lần em rồi đó. Chén này nữa là 4 chén hả? Đúng rồi đó, 4 chén rồi đó, đúng rồi thiệt rồi đó. Bị nãy chén trước nha, chén này này. Cái bàn em ăn bụi con chụm chén dữ lắm. Đây con để cái này để đi. Chén mà bới đầy đó là xong. Dạ. Xong rồi. Dạ. Trời đó. Nghe Quyền nó cũng ăn cơm. Ăn cũng được nữa chén cơm. Gì đó ha. Quyền nó cũng ăn cơm mặn. Giống mẹ mà. Như ăn được nhiêu nè, Như nó nghe coi. Dạ. Hả? Bữa cơm Như ăn được nhiêu hả? Ba chén hả? Con ăn mấy chén? Năm chén đúng rồi đó. Mười. Mười biết rồi.
Thôi một giơ cái chân lên cô giáo. 10 luôn. 2 100. Hai bàn tay, hai bàn chân là bao nhiêu? 100. Về học lại đi con. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dạ, 21. Con 20. Ừ. Dạ đi, dạ nó đi. Dạ. 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 Nó ăn chú nó lợi nó cà khè cà hạch cái này con lớn cái này cái gì đó. Bốn chén rồi đó ha. Bốn chén rồi. Là no luôn đó ha. Thôi. Quá chèn luôn. Bữa cơm đi xuống làm bốn chén. Có bữa nào ăn sáu chén không? Có. Có luôn. Là không ăn sáng hay sao? Không ăn sáng. Rồi. Tại bữa nay sáng chị ăn hết con phở với con mì. Chi chi áo chi bù. Không rồi chị ăn sáng chứ. Áo dạ. Áo bắp lá chi bù. Mẹ kẹo này ăn không? Mẹ kẹo trong đây này ăn không? Chúng ơi cho Lan kẹo nha, cho nó kẹo ăn luôn. Dạ thì đó là hôm nay là buổi chia sẻ cơm trưa của gia đình chị Xuyến bất ổn cho cô chú anh chị theo dõi. Thì Thanh Liên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây nha, để nhường lại cái không gian cho mẹ con chị Xuyến ăn cơm. Bye bye. Bye bye. Chào bà cô chú đi. Ừ, chúc bà cô chú sức khỏe. Nói chuyện đàng hoàng. Chúc bà cô chú sức khỏe nha. Rồi. Rồi, copy nha.